Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối Bắc Sông Hậu. Chương trình kỳ này do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tổ chức sản xuất và phối hợp cùng với các đài phát thanh truyền hình Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang và Long An. Trong phần đầu của chương trình là thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Long An ghi nhận kết quả ấn tượng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 với tổng kim ngạch ước đạt 6.155 triệu đô la Mỹ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế địa phương sau đại dịch Covid-19. Theo thông tin từ Sở Công Thương Long An, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 6,155 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 3,757 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Nhập khẩu ước đạt 2,398 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2%. Với 900 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu, hàng hóa của Long An được xuất khẩu rộng khắp đến 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Phát huy kết quả đạt được, Sở Công Thương Long An tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, tạo các đơn hàng mới để tiêu thụ sản phẩm đầu ra, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do, nhất là các hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, thương mại tự do Việt Nam EU, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam thông qua công tác xúc tiến thương mại, công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, phát triển thương mại điện tử, tổ chức kết nối giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI, nhất là doanh nghiệp lớn toàn cầu tham gia vào hệ thống phân phối ở nước ngoài. Tỉnh Tiền Giang đã và đang quan tâm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp chú trọng đầu tư mạnh vào khai thác công nghiệp chế biến, đặc biệt là công nghiệp chế biến sâu vào các mặt hàng nông sản. Hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, cấp đông với tỷ lệ sản phẩm ngày càng tăng, góp phần làm gia tăng giá trị sản phẩm trái cây ngoài xuất khẩu tươi. Từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu rau quả của tỉnh Tiền Giang. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng nông thủy sản ước đạt trên 252 triệu đô la Mỹ, chiếm 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 7,3% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, nếu ví Global Gap là hộ chiếu để trái chanh vươn xa đến thị trường châu Âu, thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Long An có trên 400 hectare chanh không hạt đạt chứng nhận này. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 435 hectare chanh thuộc vùng trồng liên kết giữa nông dân với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Fruit Republic Cần Thơ đạt chứng nhận Global Gap. Cũng từ đây, trái chanh Thanh Long đã vươn tới và chinh phục thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng là các nước EU. Hiện công ty đang tiếp tục phối hợp và hướng dẫn kỹ thuật để nông dân Long An mở rộng vùng trồng chanh Global Gap, qua đó giúp nông dân tỉnh nhà chuyển từ tập quán sản xuất theo kinh nghiệm sang tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, mỗi kg chanh Global Gap, nông dân bán cao hơn thị trường từ 3.000 đến 5.000 đồng, lợi nhuận tăng thêm từ 10 đến 20% so với trước đây. Thưa quý vị, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến. Mới đây nhất, câu lạc bộ du lịch đầu tiên của tỉnh vừa được thành lập tại huyện Lai Dung với 17 thành viên là những nhà vườn trồng các loại cây đặc sản của huyện. Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ làm thay đổi nhận thức của các nhà vườn làm du lịch ở huyện Lai Dung, từ làm ăn cá thể sang tập thể, hợp tác bền vững. Nhận thấy loại hình du lịch nông nghiệp phát triển, nhiều điểm tham quan vườn quýt hồng, loại trái cây đặc sản ở địa phương thu hút du khách. Chị Lê Thị Thanh Thúy đã mạnh dạn mở điểm tham quan vườn mận trên 7 công đất nhà, góp thêm sắc màu mới cho du lịch vườn cây ăn trái ở địa phương. Đến nay, bình quân mỗi năm, vườn đón được hơn 2.000 lượt khách. Chị cũng muốn liên hệ hợp tác với những nhà vườn đang làm du lịch như mình. Nói chung là mới mình tự làm thì mình cũng không có cái liên kết với nhau được với các điểm du lịch khác. Chỉ thấy một mình nó là vươn lên hơi khó. Tại vì mình cái cách quảng cáo, quảng bá của mình là không có được rộng ra. Cùng xuất phát điểm là nông dân, cùng chọn con đường làm du lịch. Nếu các nhà vườn hoạt động riêng lẻ, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để duy trì hiệu quả. Cũng dễ rơi vào cảnh cạnh tranh lẫn nhau. Chính vì vậy, việc kết hợp các điểm du lịch của nhà vườn thành một chuỗi tham quan toàn huyện là điều đã được nhiều nhà vườn làm du lịch tại Lai Dung mong ngóng từ rất lâu. Tôi mong là được là kết hợp với các nhà vườn khác để cùng làm du lịch. Vô câu lạc bộ này sẽ có điều kiện tốt hơn về cái mặt mà giới thiệu chung với nhau. Cùng nhau hợp tác giới thiệu chung với nhau. Có người tổ chức cho mình để học hỏi về du lịch. Với 17 thành viên ban đầu, câu lạc bộ cùng làm du lịch huyện Lai Dung ra đời với mong muốn gắn kết các nhà vườn có tiềm năng, tâm huyết làm du lịch trên địa bàn,
cùng chia sẻ lợi ích, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập. Kinh tế của tất cả các hộ thành viên khi tham gia thì nó sẽ được nâng lên để tăng cái thu nhập kinh tế cho mỗi cái thành viên. Thứ hai nữa là mình quảng bá được những cái sản phẩm, những cái đặc sản của cái huyện mình cho tất cả du khách. Rồi thứ ba nữa là ví dụ là cái mình sẽ làm một cái, nó sẽ là một cái điểm đến mà nó sẽ làm cái nền kinh tế của cái địa phương mình sẽ ngày càng phát triển hơn. Với điều lệ đã được các thành viên thống nhất, 17 nhà vườn làm du lịch nông nghiệp tại Lai Dung đang thể hiện quyết tâm hơn bao giờ hết. Làm ăn tập thể chắc chắn sẽ có những mặt ràng buộc nhất định, nhưng so với lợi ích lớn sẽ nhận được lâu dài, các thành viên sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết nối Bắc Sông Hậu. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tại xã Tân Hạnh, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long phối hợp với huyện Đoàn Long Hồ vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2024. Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng là một trong 4 chiến dịch và một chương trình trọng tâm được tỉnh đoàn chỉ đạo thực hiện trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Theo đó, thực hiện chủ trương 3 liên kết gồm liên kết địa bàn, liên kết lực lượng và liên kết cộng đồng. Đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ địa phương thực hiện các hoạt động thiết thực vì cộng đồng, tạo an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đoàn Trà Vinh cũng vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tổng kết chương trình học kỳ trong quân đội lần thứ 11 năm 2024, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện chương trình. Chương trình học kỳ trong quân đội lần thứ 11 năm 2024 diễn ra trong 10 ngày. Học viên từ 12 đến 17 tuổi được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, sinh hoạt các nội quy, chế độ ăn, nghỉ, ngủ và sinh hoạt theo quân đội. Ngoài ra, học viên còn được tìm hiểu về nghi thức quân đội, võ thể dục, được hướng dẫn các động tác ngắm, bắn súng AK trên máy vi tính, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân, kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản, chăm sóc vườn rau, ao cá ở doanh trại. Sau quá trình học, có gần 90 học viên được tỉnh trao chứng nhận hoàn thành chương trình, nhiều học viên được khen thưởng với thành tích xuất sắc. Qua 10 năm thực hiện, chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Trà Vinh đã phát huy tinh thần tự học, rèn luyện và trưởng thành trong thanh thiếu nhi. Các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng sống bám sát chương trình khung do Tổng cục Chính trị quy định với 40% nội dung huấn luyện quân sự, 40% nội dung huấn luyện kỹ năng sống, 20% hoạt động bổ trợ. Đến nay có 14 lớp được tổ chức với hơn 1.300 học viên tham gia, học tập và rèn luyện. Cũng tại Trà Vinh, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đưa hơn 1.300 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Canada, Mỹ, Lào và một số nước khác, đạt gần 150% kế hoạch. Để khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025, tỉnh Trà Vinh thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các chi phí khác với tổng kinh phí tối đa trên 17 triệu đồng một người, tùy từng nhóm đối tượng. Ngoài các khoản trên, người lao động ở Trà Vinh đi làm việc ở nước ngoài còn được hỗ trợ cho vay tín chấp tối đa 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Lãi suất được tính bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do chính phủ quy định. Từ nay đến năm 2025, Trà Vinh phấn đấu đưa 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu lao động, tăng cường đào tạo nghề và hợp tác với các doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang. Chính vì thế, những năm qua, các hợp tác xã trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhờ đó giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt ghi chép nhật ký sản xuất, đến ứng dụng bao bì, nhãn mác, địa chỉ truy xuất nguồn gốc mà hợp tác xã sớm có được uy tín, từng bước tạo lập thương hiệu, ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các đối tác như công ty Bách Quá Xanh và một số bếp ăn tập thể của tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài tỉnh. Việc phát triển các mô hình tổ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tạo việc làm cho nhiều lao động, kinh tế tập thể ngày càng thể hiện rõ vai trò trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết công ăn việc làm cho thành viên hợp tác xã và người lao động,
góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện đề án số 06 của tỉnh ủy Bến Tre và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, các sở ban ngành tỉnh và các địa phương đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt đến các chi bộ, cơ quan, đơn vị địa phương và từng cán bộ, công chức viên chức, người lao động Bến Tre bằng nhiều hình thức về tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực. Trong 3 năm 2021 đến 2023, tỉnh Bến Tre đã đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính cho 1.851 người, quản lý nhà nước 1.756 người, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cấp phòng, cấp huyện, cấp sở 2.233 người, chuyên môn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp 17.503 người. Để mà phát triển được cái nguồn nhân lực ở trong cái khu vực công thì nó cần nhiều cái yếu tố. Trong đó thì có hai cái yếu tố mà nó quyết định đến sự phát triển cái nguồn nhân lực ở trong khu vực công. Cái thứ nhất là cái khâu tuyển dụng đầu vào, tức là chúng ta tuyển dụng được người có chất lượng thì nó sẽ giúp cho các cơ quan đơn vị nó hoạt động hiệu quả, thực thi tốt cái nhiệm vụ và ủy ban tỉnh ủy giao phó cho cái cơ quan đơn vị đó. Cái thứ hai là sau khi chúng ta mà tuyển dụng được cái người mà có năng lực rồi thì chúng ta phải có cái chế độ chính sách kèm theo để mà động viên, khích lệ cũng như là giữ chân cái người này tiếp tục là công tác, cống hiến lâu dài cho cái cơ quan đơn vị mình. Hiệu quả mang lại của đề án 06 đã góp phần định lượng hóa công việc, xác định và phân giao công việc theo vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng người, đúng việc, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ. Qua cái thực hiện đề án 06 về phát triển nguồn nhân lực ở trong cái khu vực công á, đối với đơn vị phường 6 thì tôi thấy là cái đề án đó, những cái yếu tố mà quan trọng quyết định thành công để phát triển nguồn nhân lực đó là cái công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cái thứ hai nữa là cái môi trường làm việc tại cơ quan đơn vị ở cấp cơ sở. Và cái thứ ba đó là cái ứng dụng khoa học kỹ thuật, cái như là công nghệ trong cái môi trường làm việc và cái mối quan hệ ở trong cơ quan là nó quyết định về cái đào tạo cái nguồn nhân lực ở địa phương. Thời gian tới, Bến Tre sẽ tiếp tục đổi mới công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, khuyến khích phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, mở rộng hình thức đào tạo, tăng cường năng lực dự báo nguồn nhân lực, năng lực hoạch định chính sách, hình thành khung pháp lý và cơ chế cho đào tạo nguồn nhân lực. Thưa quý vị và các bạn, đờn ca tài tử từ lâu đã trở thành bộ môn nghệ thuật đặc trưng của người dân Nam Bộ. Để phát hiện những tài năng triển vọng cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, nuôi dưỡng đam mê, gìn giữ nghệ thuật truyền thống. Dịp hè này, Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lớp truyền dạy đờn ca tài tử dành cho thiếu nhi, học sinh. Điều đặc biệt là các lớp học này hoàn toàn miễn phí. Đều đặn vào mỗi buổi sáng các ngày trong tuần, các em thiếu nhi lại tập trung đến Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long để tập luyện đờn ca tài tử. Câu hát, điệu nhạc một thời lại vang lên, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được phát huy và lan tỏa trong cộng đồng người trẻ. Em rất thích bộ môn đờn ca tài tử này. Khi được học và được hát với thầy cô, em rất vui. Em muốn trở thành một người nghệ sĩ cải lương trong tương lai. Để dìu dắt và ươm mầm cho các thế hệ trẻ bước vào làm quen với cái bộ môn nghệ thuật này thì yêu cầu đội ngũ giáo viên chúng ta phải có một cái sự linh hoạt về phương pháp giảng dạy
hết sức là gần gũi trong cái thị phạm. Ví dụ như là mình thấy các em sống trong cái gia đình như thế nào, hay là công việc lao động hàng ngày của cha mẹ như thế nào, để mà ta đưa cái phương pháp nó rất là dễ hiểu, hoặc là ta nói những cái cách nói cho các em dễ hiểu nhất. Xuất phát từ mục đích dạy hát, dạy người, nên nội dung những lời ca, điệu nhạc trong chương trình giảng dạy đều được chọn lọc. Vì vậy, lời hát vừa hay, vừa mang tính giáo dục cao. Bên cạnh việc truyền dạy từ các lớp học đơn ca tài tử, tùy theo khả năng của các em, trường năng khiếu nghệ thuật và thể dục thể thao tỉnh sẽ đưa các em đi biểu diễn, giao lưu, tham gia các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Kim chỉ nam ở trường là các thầy cô là phải cố gắng, không nặng lòng, dạy một em, hai em, cứ như thế chúng ta sẽ nhân đôi ra. Về số lượng đông là không thể, cái bộ môn này nó đặc thù và khó lắm, chứ không phải như các bộ môn múa nè, rồi thanh nhạc. Thiệt nay thì cũng là nhiều cái phương án lắm để làm sao cho các bé nó tham gia cho nó trọn vẹn, vừa trải nghiệm vừa tham gia rồi cùng với các cái hoạt động tại địa phương để phát triển cái bộ môn đơn ca tài tử này. Với tình yêu sẵn có và sự nỗ lực truyền dạy của các thế hệ đi trước, các bạn trẻ hôm nay sẽ tiếp nối hành trình bảo tồn và phát huy nghệ thuật đơn ca tài tử, đưa tiếng đơn, lời ca ngày một vang xa. Và cũng là để hiểu hơn về nguồn cội cũng như giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình kết nối Bắc Sông Hậu kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.